Tập đoàn dược phẩm AstraZeneca mới đây vừa đưa ra thông báo sẽ tiến hành thu hồi vaccine COVID-19 trên toàn cầu. Theo AstraZeneca, quyết định này đơn thuần vì mục đích thương mại khi đã có nhiều dòng vaccine khác hữu hiệu hơn, khiến cho nhu cầu của thị trường giới vaccine của AstraZeneca đã không còn. Từ ngày 7 tháng 5, loại vaccine COVID-19 của AstraZeneca không còn được sử dụng trong Liên minh châu Âu (EU) sau khi công ty tự nguyện rút giấy phép kinh doanh tại khu vực này. Các đơn tương tự sẽ được nộp trong vài tháng tới tại Dương quốc Anh và các quốc gia khác đã chấp thuận loại vaccine này. Động thái thu hồi vaccine của AstraZeneca diễn ra chỉ vài tháng sau khi hãng dược này thừa nhận loại vaccine của hãng có thể gây tác dụng phụ hiếm gặp, bao gồm tình trạng đông máu, đi kèm hội chứng giảm tiểu cầu. Tuy nhiên, AstraZeneca nhấn mạnh quyết định thu hồi không hề liên quan đến thông tin trên và chuyện hai vụ việc diễn ra gần nhau chỉ là sự trùng hợp đơn thuần.